Xin chào tất cả mọi người. Đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 24 tháng 10 năm 2023 và thể theo yêu cầu của các bạn cũng như đã có hẹn với các bạn từ trước. Ngày hôm nay mình sẽ dành toàn bộ chương trình này để nói về huấn luyện viên Popop của Thanh Hóa. Câu chuyện ông đến với Thanh Hóa như thế nào, được tuyển như thế nào, rồi ông nhận nhiệm vụ như thế nào, con người ông ra sao, triết lý bóng đá của ông là gì và vai trò của ông trong mắt của những người làm bóng đá Thanh Hóa, của những cầu thủ Thanh Hóa, của những đối thủ của ông Popop và ngày hôm nay thì vĩnh long Vĩ hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn hết những câu chuyện này liên quan đến những cái vấn đề mà các bạn quan tâm ví dụ như là đội tuyển quốc gia ví dụ như là câu chuyện liên quan đến đội hà nội fc đội công an hà nội đặc biệt là những cái khó khăn của công an hà nội thì mình xin phép là sẽ trình bày với các bạn trong những chương trình tiếp theo và ngày hôm nay thì chương trình này mình nghĩ là sẽ đặc biệt là quan trọng với những người yêu bóng đá thanh hóa những người con thanh hóa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện này một cách rất là rất là tròn trịa, rất là trọn vẹn. Bởi vì là uh, cả một mùa giải năm ngoái, mọi người hỏi mình rất nhiều về huấn viên Popop. Nói thật luôn là một mặt là mình đợi xem cái kết quả cuối cùng nó thế nào và thứ hai nữa là mình cũng cần có thêm những cái chất liệu và sau một khoảng thời gian mình chuẩn bị thì bây giờ là lúc chúng ta có thể đánh giá về huấn viên Popop rồi. Đầu tiên mình phải nói luôn là huấn viên Popop như ở trên uh, hình ảnh mà các bạn vừa mới xem đó là mình mình đưa ra cái hình ảnh tham nêu ấy mình nói là đấy là hồn cốt của bóng đá thanh hóa và từ huấn luyện viên thành công là huấn luyện viên của hồng lĩnh hà tĩnh đối thủ hay là trợ lý mai xuân hợp từ trọng hùng hay đến thanh bình tất cả mọi người đều công nhận và ông chính là biểu tượng cho khát vọng chiến thắng tinh thần chiến đấu kiên cường không bao giờ bỏ cuộc một tinh thần máu lửa nhưng vô cùng tỉnh táo của thanh hóa và chúng ta biết là ở mùa đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng của đội thanh hóa thì thật sự là đội bóng này đã thay ra đuổi thịt thực sự đã lột xác Với một cái lối chơi uh, mang tính tấn công cao hơn Mang tính giải trí cao hơn Và quan trọng nhất là thành tích cũng cao hơn Cả giai đoạn đầu của V-League 2023 Thanh Hóa đứng đầu bảng xếp hạng Và trở thành một hiện tượng thực sự của V-League 2023 Và sau đó thì chúng ta biết là ở cuối mùa giải Cho dù hơi hụt hơi một chút do rất nhiều những yếu tố Thì Thanh Hóa cũng đã kịp lấy cho mình tấm huy chương vàng hay là nói chính xác hơn là giành cúp quốc gia và họ giành cúp quốc gia sau khi đã đánh bại đội Việt Theo của Hoàng Đức của Đức Chiến các bạn thấy họ của Bùi Tiến Dũng một cách rất là ngon lành và bên cạnh đó thì họ cũng đánh bại nhà đương kim vô địch hay nói chính xác hơn là nhà Tân vô địch của V-League 2023 là Công an Hà Nội để giành cái siêu cúp chỉ trong vòng một năm thôi thành công đến với Thanh Hóa một cách rất bất ngờ và thực sự là nhiều người nói là không dám kỳ vọng và cuối cùng họ đã làm được những điều thật tuyệt vời hai chiếc cúp một chiếc siêu cúp và một chiếc cúp quốc gia cùng với rất nhiều sự đánh giá của của những người làm chuyên môn và quan trọng nhất là tình yêu của người thanh hóa dành cho đội bóng của mình dành cho các cầu thủ của mình dành cho ban lãnh đạo của mình và trong đó có huấn luyện viên popop ngày càng tăng cao và chúng ta thấy sức nóng trên các khán đài nơi mà có đội thanh hóa thi đấu không chỉ là sân thanh hóa mà còn khắp các sân ở cả nước đều nóng lên và người dân thanh hóa cảm thấy rất rất tự hào Hôm vừa rồi mình cho đây là một cái biểu tượng khi mà Xuân Mạnh người giành ngôi vị quán quân đường lên đỉnh Olympia đến để theo dõi trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, nhận những món quà của đội Thanh Hóa. Mình nghĩ là Xuân Mạnh cũng chính là đội Thanh Hóa, đội Thanh Hóa cũng chính là Xuân Mạnh, bởi vì trước khi thi đấu trận chung kết của đường lên đỉnh Olympia thì bạn ấy cũng đã chia sẻ một cái bài viết ở trên trang của Thanh Hóa. Và các bạn thấy là cái hành trình phải nói là chinh phục đỉnh cao của olympia với, với uh, xuân mạnh nó khó khăn như thế nào nó bùng nổ ra làm sao nó cảm xúc như thế nào thì cái con đường chinh phục đỉnh cao của thầy trò huấn luyện viên popop nó cũng tương tự như vậy và với câu chuyện như thế thì hôm nay minh hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn uh, đâu là cái con đường đưa huấn luyện viên popop về với thanh hóa uh, ông popop có cái triết lý bóng đá như thế nào và ngoài cái việc mà chúng ta nhìn thấy ở trên sân thì ông popop thực sự là À, sống như thế nào với các cầu thủ sống như thế nào với đội bóng và sống như thế nào với chính cái mong muốn của bản thân mình của gia đình mình hôm nay thì uh, minh hải xin phép là sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những câu chuyện này bây giờ thì uh, mình xin phép là sẽ bắt đầu đi vào cái đầu tiên à, và các bạn biết là một trong những cái tiếc nuối lớn nhất của huấn luyện viên popop Pô trong một năm vừa rồi đến bây giờ thì không biết là các bạn còn nhớ hay không bởi vì là khi minh hải liệt kê ra một loạt những cái hay của huấn luyện viên popop Pô thì mọi người dường như đã quên mất là mình rất bất ngờ là huấn luyện viên Popov lại không giành danh hiệu là huấn luyện viên trưởng xuất sắc nhất của mùa 2023. Tất nhiên là mọi thứ nó đều có lý do. Ông Popov thì về chuyên môn thì không ai không ai phủ nhận được. Nhưng nó lại có một vấn đề là liên quan đến một chút cái án kỷ luật. Ông đã từng bị chốt quyền chỉ đạo. Cho nên là người ta không thể trao một cái danh hiệu cho một người mà mà mắc lỗi theo cái kiểu như vậy được, vi phạm quy chế được. Nhưng mà mình cho rằng là người hâm mộ người ta đã quên việc đấy rồi. Đúng không ạ? Bởi vì trong tim người ta, người ta có sự lựa chọn của riêng mình. Và đối với mình thì bây giờ nếu mà nói đến huấn luyện viên nội ở Việt Nam thì số 1 là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Còn nếu huấn luyện viên ngoại chắc chắn là phải Popop. Cái đấy không thể đỡ được. Và chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái đánh giá về mặt chuyên môn, đánh giá về cái sự lột xác của huấn luyện viên Popop. Nhưng ngày hôm nay sẽ là câu chuyện rất có tính hệ thống. Xin mời các bạn bắt đầu đón xem. Chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi vậy thì đâu là điều tạo ra cái thành công cho huấn luyện viên Popop và huấn luyện viên Popop đến với Thanh Hóa như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta phải nói luôn là lãnh đạo của đội Thanh Hóa đã rất là nhanh chóng đi tìm một huấn luyện viên mà đạt được rất nhiều những tiêu chí của câu lạc bộ. Tiêu chí của câu lạc bộ thì các bạn biết rồi, mùa trước đó thì đội bóng cũng gặp khá là nhiều khó khăn và cái quãng thời gian nghỉ 4 tháng là cái khoảng thời gian mà Thanh Hóa phải tính toán bởi vì lúc đấy thì huấn luyện viên Petrovic bắt đầu bị bị mệt rồi ông bắt đầu có dấu hiệu của tuổi tác rồi sức khỏe không đảm bảo nữa và ngay lập tức là ban lãnh đạo của đội thanh hóa đã ngồi với nhau họp lại và đưa ra một trong những cái định hướng quan trọng nhất của thanh hóa mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ rất dễ là tôn vinh huấn viên popop vì điều này những cái thành công của ông những cái công hiến của ông là tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng có những cái mà nó giúp cho đội thanh hóa đi đúng hướng và nó cũng giúp cho thanh hóa lấy được huấn luyện viên popop đấy chính là cái định hướng cho cái giai đoạn mới của bóng đá Thanh Hóa. Các bạn biết là sau một khoảng thời gian dưới triều đại của huấn luyện viên Popop à, của huấn luyện viên Petrovic thì uh, đội Thanh Hóa uh, Đông Á Thanh Hóa đã chơi một thứ bóng đá mình nghĩ là chặt chẽ, chơi phòng ngự phản công. Và cái lối chơi thực sự là các bạn biết là nó phòng ngự phản công mà thì bao giờ nó cũng rất là rủi ro. Có thể là có điểm đấy bằng những trận hòa đấy nhưng mà nó không tạo ra sự bùng nổ. Và lãnh đạo của đội Thanh Hóa hiểu rằng nếu như bóng đá không có cảm xúc thì sẽ không giữ chân được người hâm mộ. Và người ta đầu tư vào bóng đá là để cống hiến cho người hâm mộ chứ là không có lý do gì cống hiến uh, đầu tư tiền bạc vào rồi để cống hiến cho khán giả một thứ bóng đá mà chính khán giả cũng cảm thấy không hứng thú hoặc là họ luôn luôn cảm giác nó bị bứt rứt ở trong người. Những cái cảm xúc của họ không được giải phóng, nó không nó không phun trào thì đó là cái mà uh, lãnh đạo của đội Thanh Hóa đã tính ngay từ đầu. Cho nên là họ đã tìm được người, đúng người, đúng việc và đúng khát vọng cộng thêm một cái nữa là đúng với cái điều kiện của câu lạc bộ. Và thứ hai, điều quan trọng nhất là cho huấn luyện viên Popop được toàn quyền. Toàn quyền xử lý về mặt nhân sự, toàn quyền định hướng về mặt lối chơi. Đấy và ban lãnh đạo chỉ có một cái nhiệm vụ, đấy là hỗ trợ làm sao tốt nhất về mọi mặt để giúp cho huấn luyện viên Popop thăng hoa được trong cái chuyên môn của mình. Tức là mọi việc hãy để ban lãnh đạo lo, còn lại cái vấn đề về chuyên môn quản lý đội bóng tất cả mọi thứ do huấn luyện Pop lo Thì các bạn biết là trong cái uh, trong cái khoảng thời gian nghỉ 4 tháng để uh, để để uh, chúng ta biết là cũng có một cái khoảng nghỉ rất là dài và rất nhiều các đội bóng phản đối. Nhưng đấy hóa ra lại là cái may mắn của của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Vì lúc đấy thì huấn luyện viên Petrovic là có vấn đề về mặt sức khỏe và lúc đó thì câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa bắt đầu đi tìm kiếm huấn luyện viên và ưu tiên tuyệt đối cho họ là huấn luyện viên ngoại và họ cũng đã nhận được rất nhiều những cái uh, cv tức là những cái đơn xin việc gửi về Đó. và cái nó hay ở một cái là rất là duyên là ông popop lại có rất nhiều những cái điểm tương đồng với cái định hướng mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ đông á thanh hóa đưa ra đấy, các bạn biết là đông á thanh hóa thì uh, họ luôn luôn có một cái tầm nhìn đấy là <laughs> đặt khán giả lên yếu tố hàng đầu chinh phục khán giả, giữ khán giả và mang lại cho khán giả một cái sự bùng nổ về mặt cảm xúc. Cho nên là họ định hướng là dịch chuyển từ cái lối chơi phòng ngự phản công sang cái lối chơi tấn công áp đặt hay là chúng ta có thể nói là chơi một cái thứ bóng đá cảm xúc hơn, tấn công nhiều hơn. Và họ rất là may mắn khi mà họ gặp được huấn luyện viên Popop và huấn luyện viên Popop cũng rất may mắn gặp được ban lãnh đạo của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Họ bắt đầu trao đổi với nhau. Đấy, và ông Popop thì xem các trận đấu của Đông Á Thanh Hóa và viết những cái nhận xét của ông về cầu thủ, về lối chơi, về ưu nhược điểm của từng người, từng cánh. Nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến chuyên môn gửi về cho đội Thanh Hóa. Thanh Hóa đọc cảm thấy rất là ok. Đó và cái định hướng, mình nghĩ là một trong những cái yếu tố mà thuyết phục được uh, ban lãnh đạo của Đông Á Thanh Hóa từ huấn luyện viên Popop đấy chính là cái định hướng của ông. Định hướng của ông là gì? Xây dựng một đội bóng giàu cảm giàu giàu bản sắc đấy giàu bản sắc thứ hai nữa là gì một lối chơi cống hiến ông thì ông không dùng cái từ tấn công như ông nói là một lối chơi cống hiến và giàu sức mạnh thứ ba cái này là quan trọng là câu lạc bộ đông á thanh hóa cũng đã đào tạo trẻ rất là tốt cho nên là cần một huấn luyện viên có cái con mắt nhìn về các cầu thủ trẻ và có thể phát triển được những cầu thủ trẻ hoặc là khơi gợi lại tinh thần chiến đấu hồi sinh lại những cầu thủ tưởng như là họ đã sang bên kia sườn dốc hoặc họ đang gặp những cái vấn đề mà trong ngắn hạn chưa thể vượt qua. đó thì đấy là cái yếu tố rất quan trọng. Sau khi huấn luyện viên Popov nghỉ, thì cái lối chơi của Đông Á Thanh Hóa được ban lãnh đạo định hình và họ đi tìm những con người có thể thực hiện được điều đó. và một trong những yếu tố quan trọng đấy là cái lối chơi của Đông Á Thanh Hóa được quyết định là nó phải có tính giải trí hơn và nó phải khắc phục được cái lối chơi cũ tức là lối chơi cứ phòng ngự phản công, chơi một thứ bóng đá mà cảm giác như là người hâm mộ luôn luôn bị kìm hãm về mặt cảm xúc thì Bạn lãnh đạo của đội thanh hóa là muốn đả thông người ấy ra bản thân lãnh đạo của đội thanh hóa cũng xem myanmar của huấn luyện viên popop rất là nhiều và có cảm nhận rằng là cái lối chơi của myanmar dưới triều đại của huấn luyện viên popop chính là cái lối chơi mà ban lãnh đạo của câu lạc bộ đang muốn định hướng cho câu lạc bộ trong thời điểm mới và một cái như mình nói với các bạn là vì ông popop đã từng cầm các đội tuyển trẻ cho nên là câu bộ Đông Á Thanh Hóa cũng đặt niềm tin cho ông và hy vọng rằng ông sẽ sử dụng được một cách hiệu quả những cầu thủ mà do lao Lò đào tạo của Thanh Hóa đào tạo ra. thì chúng ta thấy là đây là đúng là những người họ cần nhau, họ tìm đến nhau và họ có chung một hệ giá trị, họ có chung một tầm nhìn, họ có chung một quan điểm và họ có chung một triết lý phát triển bóng đá. đó là những cái mình phải đầu tiên mình phải chia sẻ và ngày hôm nay thì trước khi đến với chương trình này thì mình có nói chuyện với giám đốc điều hành của câu lạc bộ thanh hóa là cao hoàng đức thì cao hoàng đức có chia sẻ với mình rất nhiều những cái câu chuyện liên quan đến cuộc sống liên quan đến triết lý bóng đá liên quan đến cái sự tận hiến của huấn luyện viên popop cao hoàng đức nói với mình là ở trong sân thì mọi người nhìn thấy rồi ông rất máu lửa ông rất nhiệt huyết ông rất nhiệt tình Đấy, và thậm chí là các bạn xem một trận đấu đố các bạn nhìn thấy chỉ trong vòng cứ mỗi một phút là ông lại phải làm một cái động tác gì đấy Tức là một con người cực kỳ giàu năng lượng Và rất là muốn truyền tải cái năng lượng tích cực Cái năng lượng chiến đấu cho các chiến binh ở trong sân Nhưng ở ngoài đời ông lại là một người rất là nhẹ nhàng Rất là lịch thiệp Rất là dễ gần Và có một yếu tố mà chắc chắn ai cũng thích Đó là ông là một người cực kỳ chăm chỉ Và cẩn mẫn Cao Đức có nói với mình là Có rất nhiều người kể rằng là ông thức rất là khuya Trước những cái trận đấu quan trọng Những cái trận đấu mà gặp đối thủ mạnh Ông chăn trở thậm chí là không ngủ được đó, đèn trong phòng luôn luôn sáng. Thực sự là đây cũng là một điều mà có lẽ là chúng ta ít được nghe về huấn viên Popop. Khen huấn viên Popop về mặt chuyên môn thì rất dễ vì tất cả cái đó nó đều đã được thể hiện trong suốt một mùa giải vừa rồi. Nhưng bây giờ cái câu chuyện ở bên ngoài là như nào? Là một người rất lịch thiệp, dễ gần và đặc biệt là rất là yêu quý các học trò. Cứ sau mỗi một trận đấu thành công hay thất bại không biết thắng hay thua không biết, đấy thất vọng hay là tự hào không biết nhưng phải quan tâm đầu tiên đến sức khỏe của các cầu thủ. Có ai bị chấn thương không, có ai bị đau hay không. Đấy làm việc với bác sĩ rồi thậm chí là có những cái động thái để hỗ trợ cho các cầu thủ, kể cả về mặt tinh thần lẫn về mặt chuyên môn để giúp họ có thể trở lại mạnh mẽ nhất trong trận đấu tới. Rồi trước mỗi một trận đấu, bao giờ cũng thế, huấn luyện viên Popop bao giờ cũng có hai cái hoạt động rất quan trọng. Một là xem lại màn trình diễn của đội nhà ở trận đấu trước để xem xem có thể rút ra kinh nghiệm gì đấy đưa ra những cái bài học gì cho các học trò và thứ hai là nghiên cứu về đối thủ và đề ra cách chiến đấu trong trận đấu tiếp theo tức là đấy là chính là những cái mà nó đã tiêu tốn thời gian của ông ấy trong phòng nghiên cứu Đó, và huấn luyện viên popop thì được đánh giá rất là cao là như vậy và chúng ta cũng biết là một lát nữa thì mình sẽ nói sâu hơn về cái câu chuyện liên quan đến chuyên môn của ông à, huấn luyện viên uh, popop cũng được khen được ban lãnh đạo của câu lạc bộ đông á thanh hóa khen là một người rất hiện đại luôn luôn cập nhật những bài tập mới những phương pháp hiện đại để áp dụng và hút giúp cho các cầu thủ của Thanh Hóa phát triển đấy và đặc biệt ở đây là phát triển từng cá nhân cầu thủ trong cái tổng hòa là nâng cái tầm của cả đội bóng lên các bạn nhìn thấy rất là rõ tức là ông cố gắng làm mình cũng đã theo dõi cái giai đoạn đầu khi ông mới về lúc ông ấy mới về là cũng mọi người cũng đang rất là hoài nghi nhưng mà chỉ trong vòng khoảng tầm một tuần thôi ông bắt đầu tập các cầu thủ thử việc như nào những số liệu như nào ghi chép rất đầy đủ đấy cầu thủ này có lối chơi như nào đội bóng của mình có cần hay không đấy và nếu mà cần thì nên sửa thêm cái gì để cho nó phù hợp hơn các bạn thấy là một loạt những cầu thủ tưởng như là cũng không còn cửa để mà tỏa sáng nữa nhưng mà cuối cùng thì đã tỏa sáng hoặc là có những cầu thủ mà chỉ trong tay của huấn luyện viên Popop có một năm thôi tự nhiên họ được gọi lên đội tuyển quốc gia ở à đây mình đang nói về trường hợp của Thái Sơn đó thứ ba nữa là ban lãnh đạo của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa cũng là những người rất là rất là tâm lý và rất là hiện đại. Giao toàn quyền về mặt chuyên môn và chỉ hỗ trợ cho huấn luyện viên bởi vì họ đánh giá là huấn luyện viên là người cực kỳ quan trọng. Đấy, là người chủ tướng quyết định tất cả mọi thứ. Đấy, từ tướng sĩ ra thế nào, lối chơi ra làm sao, chiến lược chiến thuật. Tức là trong đầu của ông ấy là tất cả những cái gì nó là cái định hướng phát triển của câu lạc bộ trong dài hạn hay là sự chuẩn bị cho một trận đấu trong ngắn hạn trong hiện tại thì nó đều nằm trong đầu của ông đấy cho nên là cái vai trò của ông đấy có thể chúng ta không có tuyệt đối hóa nhưng mà mình nghĩ là nó ở những cái phần trăm rất quyết định cho nên là ban lãnh đạo hiểu được điều đó cho nên hỗ trợ cho huấn luyện viên popop rất nhiều ở trong cái khả năng của họ và tuyệt đối không can thiệp vào chuyên môn đây là một cái điều mà cực kỳ vui Ngoài đời thì sao? Các bạn thấy là có rất là nhiều những cái chi tiết nó hơi nhỏ một tí thôi. Nhưng mà mình tin là các bạn sẽ cảm thấy rất là rất là thích ông Popop. Đấy là ông đi đâu, vợ con cũng đi cùng. Đấy, ông đi Myanmar, vợ con cũng sang, ông đi Malaysia, vợ con cũng đi, ông sang Maldives, đội vợ con cũng đi. Đương nhiên là sang Việt Nam ở Thanh Hóa thì vợ con cũng đi theo. Và ông luôn luôn rất yêu quý gia đình, rất trân trọng và các bạn biết là trong cái trận tranh siêu cúp suýt nữa thì ông Popop không xuống để nhận cái nhận cái uh, cái huy chương. Chỉ bởi vì là bên chỗ mấy anh bảo vệ là không cho vợ con của anh Popop xuống. Mà anh Popop thì đã hứa với con rồi, bố sẽ chiến đấu cái cái trận đấu này để mang tấm huy chương về treo trên cổ của con. Nhưng mà lúc mà khi mà uh, thành công rồi thì con lại không được được cho xuống. Và cuối cùng ông định từ chối ông không nhận. Đấy bởi vì có thể đấy là niềm tự hào của rất nhiều người nhưng đấy là người lời hứa của một người cha dành cho một người con nếu như ông không sống hết mình với người con như vậy thì cũng đừng mong là ông sống trong một cái tập thể nó tốt đẹp đó cho nên là mình thấy là đấy ý chí thì rất vững vàng mà tình cảm lại vô cùng mênh mang nó là như vậy một con người mà thực sự là đúng một chiến tướng một chiến tướng không hiểu sao cứ mỗi một lần nghĩ về ông popop là mình nghĩ ngay đến một chiến tướng sẵn sàng ra xa trường tả sung hữu đột nhưng mà khi về với vợ con thì lại luôn luôn cực kỳ tế nhị, rất là tinh tế, rất là gần gũi, tràn đầy yêu thương. Các bạn cứ để ý ông Popov và xem. Ông là hai con người hoàn toàn tách biệt. Khi mà vào chuyên môn rồi thì đúng là như một dũng sĩ, như một chiến binh. Nhưng mà khi ra ngoài đời rồi lại nhẹ nhàng như một vị hoàng tử. Đấy và mình nhìn cái cách mà ông chăm sóc vợ con, cách mà ông nựng người con gái của mình. Mình thực sự luôn là mình thấy tuyệt vời. Đó là một con người mà rất là hay mình muốn nói thêm một chút nữa về cái câu chuyện về mặt chuyên môn của huấn luyện viên Popop, đó thì các bạn cũng biết là ông là một người có cá tính, ông đẩy cái, cái 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 tinh thần và chuyên môn của cầu thủ lên và cũng thay đổi luôn cái phong cách của Đông Á Thanh Hóa, tức là bỏ đi cái lối chơi phòng ngự phản công nó cũng khá là thiếu cảm xúc để chơi một thứ bóng đá sẵn sàng pressing tầm cao, sẵn sàng đôi công, đó và mình tin là năm nay sẽ là một cái năm hay nữa. À, đối với mình thì ông là một người đàn ông đầy cảm xúc Cái này thì tất cả mọi người đều biết rồi Ông ấy xây dựng, ông rất là thành công Khi mà xây dựng được một đội hình rất là nhiều chiến binh Khát khao chiến thắng Mình nói ở đây không phải là một, là một đội hình chiến thắng Mà một đội hình khát khao chiến thắng Có thể khát khao đấy được thực hiện Có thể không được thực hiện Có thể thành công, có thể thất bại Nhưng đây là một đội quân mà cực kỳ khát khao, cực kỳ công hiến Lối chơi vô cùng mạnh mẽ và không biết sợ hãi và rất nhiều lần ông Popov có nói là cái cái thành công của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa là nó được tạo ra bởi một cái tinh thần chiến binh, bởi một cái tinh thần không bao giờ biết sợ hãi, nhưng nó phải dựa trên một nền tảng đó là sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đó. Tất nhiên là có trận đấu thì chuẩn, có trận đấu thì bị lệch. Có trận đấu thì thực hiện tốt, có trận đấu thực hiện không hiệu quả. Thì cái đấy là chúng ta bắt buộc. Nhưng ở đây là chúng ta đang phân tích một huấn luyện viên để chúng ta biết là tại sao rất nhiều cổ động viên lại đề nghị huấn luyện viên Popop lên đội tuyển quốc gia. Tất nhiên là đây chỉ là một cái đề xuất của các cổ động viên thôi. Nhưng mà mình cho rằng đấy cũng là một sự tưởng thưởng đối với ông rồi. Đúng không ạ? Nó cái cái người hâm mộ khi mà đề xuất ông Popop lên đội, đội làm đội tuyển quốc gia. Mình nghĩ là cái phần thưởng đấy nó còn giá trị hơn cả cái danh hiệu là huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải. Tiếp tục là ông là một người rất là mạnh mẽ trong tính cách, khơi gợi được tinh thần, khơi gợi được tinh thần chiến binh của những người đàn ông. Đấy và cái quan trọng lắm, cái điểm tựa mà ông tìm được cho đội Thanh Hóa. Đó là nó nằm ở trong tám chữ là bản sắc Thanh Hóa và tự hào xứ Thanh. Nó nó chỉ có bốn chữ thôi, bản sắc của Thanh Hóa và tự hào niềm tự hào của xứ Thanh. Niềm tự hào xứ Thanh thì đó là cái mà mình chia sẻ với các bạn À, nó có 8 chữ là bản sắc thanh hóa tự hào xứ thanh tức là các cầu thủ ra sân là phải mang theo cái bản sắc của người thanh hóa mang theo cái niềm tự hào của xứ thanh và tương tự như thế với các cổ động viên các cổ động viên thì luôn luôn tự hào về đội bóng quê hương mình và chính họ cũng tạo ra thêm cái bản, bản sắc nữa cho người thanh hóa ít nhất là ở trên sân chơi bóng đá mình nghĩ đây là một cái yếu tố rất là tuyệt vời ông rất là nhiệt huyết trong cái cách làm việc đấy ông ấy tận tâm từng chi tiết nhỏ nhất ông đánh giá cầu thủ sau mỗi buổi tập ông đánh giá cầu thủ sau mỗi một trận đấu ông đánh giá cầu thủ trong một quá trình bởi vì tại sao lại như vậy sau một buổi tập nếu anh tập tốt thì buổi sau anh có thể vào đội hình chính anh vào đội hình chính rồi thì anh thi đấu tốt thì anh lại có cơ hội để phát triển tức là gì ngày hôm nay ngày mai và cả một quá trình dài ông ấy đều quy hoạch ông đều đánh giá ông đều ghi nhận cho nên bất cứ một sự cố gắng nào của anh em cầu thủ cũng đều được ông ấy à, luôn luôn có được cái sự ghi nhận có thể cái tiến bộ của các anh đủ để vào đội hình chính hoặc là chỉ đủ để dự bị thôi hoặc là vào sân trong một vài phút nhưng luôn luôn các cầu thủ có động lực vì được thầy ghi nhận được thầy trao cơ hội và thậm chí là được thầy quy hoạch cho cái sự phát triển sau này thì đấy là cái yếu tố rất quan trọng và như mình nói với các bạn là bao giờ cũng thế các cầu thủ thi đấu ở trên sân bao giờ cũng có được cái sự hỗ trợ về mặt tinh thần nhưng cái việc mà ông làm nó mất nhiều thời gian của ông ấy nhất chính là cái phân tích đối thủ và cái ghi nhận về các cầu thủ của đội mình. Phân tích bằng hình rất nhiều, đấy, theo dõi rất nhiều. Các bạn sẽ không cảm thấy lạ khi mà một trận đấu không có thanh hóa. Chúng ta vẫn thấy ông Popop ngồi trên khán đài ghi ghi chép chép. Đấy chính là con người ông ấy. <laughs> ông phát hiện ra nhân tài. Đây là mình nói về trường hợp của Thái Sơn. Ông đưa những cầu thủ trở lại với phong độ đỉnh cao. Mình nói là Lâm Ti Phong hay là Lê Phạm Thành Long. Và về sau thì những cầu thủ này đều được gọi lên đội tuyển quốc gia cả Một Bruno tưởng như là đã mất phong độ rồi Nhưng mà khi mà về Thanh Hóa Vẫn là một cầu thủ ghi bàn rất nhiều Và cuối cùng là chính cái màn trình diễn Hồi sinh ở Thanh Hóa Đã giúp cho Bruno có mặt trở lại ở đội hình của Viettel và đẩy Jovene từ Viettel sang câu lạc bộ Công an Hà Nội. Các bạn thấy không ạ? Ngoài ra còn có rất nhiều thủ môn Thanh Diệp rồi Minh Tùng rất nhiều những cầu thủ. Đấy, ít nhiều là họ cũng được lên đội tuyển quốc gia và có những cái sự đánh giá rất là cao trên thị trường chuyển nhượng. Chúng ta có thể thấy là về sau chắc chắn rồi có những cái tên khác như là Trọng Hùng, một loạt những cầu thủ trẻ hiện nay của Thanh Hóa. Mình tin là với huấn viên Popop thì họ sẽ có được một cái sự phát triển. Đó và cái hay cái hay là gì? Ông ấy nói rằng là tôi đã từng làm huấn luyện viên trưởng của đội Myanmar. Tôi cũng đã từng làm công tác đào tạo trẻ của Myanmar. Cho nên là cái quan trọng nhất của mỗi một đội bóng đó là cái trách nhiệm với các đội tuyển quốc gia và ông nói rằng là đội bóng đá đội tuyển bóng đá việt nam các đội tuyển bóng đá việt nam nên chọn một cái lối chơi giống như đông á thanh hóa tức là cái lối chơi chúng ta chuẩn bị một nền tảng thật là tốt và chơi một cách chủ động và chơi một cách công hiến đấy và ông rất là phản đối cái lối chơi phòng ngự một cách tiêu cực một cách bị động tức là có thể là có những trận hòa ông ông nói mà tôi sẵn sàng tấn công thua cũng được nhưng cái quan trọng ở đây là cảm xúc cho khán giả cái thứ hai là nếu mà ba trận đấu anh thắng một trận, anh thua một trận, anh hòa một trận, anh vẫn được 4 điểm. Nhưng nếu anh, anh hòa cả ba trận thì không những là điểm ít hơn mà cái cảm xúc của khán giả nó cũng sẽ ít đi và cuối cùng cái hậu quả của nó đến là khán giả họ sẽ bỏ dần bỏ dần vì không có ai thích một cái lối chơi nó vô hồn như vậy. Đó. Thì đấy chính là cái câu chuyện mà ngày hôm nay mình nói với các bạn về Đông Á Thanh Hóa với huấn luyện viên Popop Hy vọng là tất cả các bạn đều cảm thấy hài lòng với chương trình ngày hôm nay Và thật sự là cũng rất là khó để chúng ta Bởi vì là mình cũng không có băng hình Cho nên là cũng rất là khó để nói về cái việc là dấu ấn của ông về mặt chuyên môn như thế nào Nhưng các bạn có thể thấy là cái cách chơi của huấn viên Popop Pop. Và mùa giải năm nay với Rimario về mình tin là Rimario sẽ bùng nổ và nó lại là một cái thương vụ rất là thành công nữa của lãnh đạo và ban huấn luyện của Đông Á Thanh Hóa. Bởi vì là Bruno đòi một mức giá quá cao Đông Á Thanh Hóa không có sẵn sàng làm cái việc đó. Đẩy một cầu thủ trở thành ngôi sao rồi chúng ta lại trở thành nạn nhân của cái thị trường chuyển nhượng do chính cái cầu thủ mà mình hồi sinh phong độ. Cho nên là Đông Á Thanh Hóa đã chủ động là nhả Bruno và đi theo một cái chiến lược tốt hơn. Đó là Rimario. Rimario là một cầu thủ có khả năng và cái triết lý bóng đá, cái quan điểm bóng đá, cái cảm xúc trong bóng đá của Rimario nó rất giống ông Popop. Cho nên mình nghĩ là sự kết hợp của hai con người này sẽ mang lại thành công. Đó, và hy vọng là cái màn trình diễn của Rimario nó sẽ là cái phong độ ổn định từ bây giờ cho đến cuối mùa. Ngay trận tranh siêu cúp, Rimario đã lập cú đúp rồi. Trận đấu đầu tiên cũng ghi một bàn, hai trận bạn đã ghi ba bàn rồi. Và mình tin là ông Popop sử dụng sẽ rất là tốt. Tất nhiên là ông Popop sẽ phải vá những cái lỗ dò mà những cầu thủ trước đây đã để lại. Ví dụ như là Bruno Cunha đi rồi là còn Rimario. Đấy, bây giờ Lê Phạm Thành Long thì lại có những cầu thủ khác nữa, Gustavo rồi, nói nói tóm lại là nhiều. Và cái hay nhất của Thanh Hóa là họ luôn luôn chủ động. Hôm nay mình có hỏi lãnh đạo đội Thanh Hóa là ông Popop được rất là nhiều người đánh giá cao và nhiều đội bóng hiện nay họ cũng muốn săn ông Popop đấy. Thì bên uh, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa rất nhẹ nhàng trả lời, chuyện đấy là chuyện rất bình thường có thể là uh, huấn luyện viên popop sẽ vẫn ở lại thanh hóa thêm một mùa giải nữa tất nhiên là ông còn một năm nay rồi ông còn cái mùa giải này rồi nhưng mà mình tin là người thanh hóa các cầu thủ nhà hóa thì rất là muốn là giữ chân được ông popop đấy, và nếu như trong trường hợp ông popop ra đi thì ban lãnh đạo lại vẫn có thể tìm được những con người mới và nói như lãnh đạo của đội thanh hóa là mỗi một giai đoạn mỗi một thời kỳ phát triển đội bóng cần có một cái cá tính riêng đấy là điều rất quan trọng và để dừng lại cái chuyên đề liên quan đến ông Popov thì mình xin mời các bạn đến với những cái phần chia sẻ của những học trò cũng như là của chính huấn luyện viên Popov. Theo Hùng thì cảm nhận về huấn luyện viên Popov thì từ ngày ông ấy đến huấn luyện câu lạc bộ thì ông ấy chứng tỏ ông ấy là một người đàn ông đích thực trong cả công việc và trong cách sinh hoạt. Ông ấy luôn làm việc hết mình và à, tỏ ra là trong công việc là một người là chín chu từng phí một ấy. thì à, à, mình nghĩ là cái bộ mặt của huấn luyện huấn luyện viên thể hiện ở tất cả các trận đấu rồi thì à, mình nghĩ là cổ động viên cả nước cũng đã chứng kiến và cũng cảm nhận được cái điều đấy sau một năm làm việc với huấn luyện viên thì uh, tất cả cầu thủ đều uh, chuyên nghiệp hơn thanh hóa thì đã có bản sắc và từ uh, huấn luyện, cộng thêm huấn luyện viên Bobo truyền lửa nữa thì anh em lúc nào vào sân cũng giống như là trận chung kết cứ từng trận từng trận một nên là anh em vào sân rất là máu tất cả mọi cái là do cầu thủ thôi ông chỉ có trợ giúp tất cả mọi cái với cầu thủ thôi còn mọi cái là cầu thủ thể hiện từng ngày từng buổi tập một các cầu thủ đã thể hiện hết mình đó là những cái mà có thể là mang lại cái danh hiệu như vậy tất cả mọi cái hôm nay kể cả trận đấu ngày hôm nay các cầu thủ đã thi đấu cho ông ấy Cầu thủ của chúng tôi làm việc rất hoàn hảo, rất tốt rồi. Chúng tôi đã thể hiện một cái là mang đến lịch sử cúp và cúp siêu cúp cho câu lạc bộ rồi. Nhưng mà đây là một phần của quá khứ. Chúng tôi cần gạt bỏ quên đi. Chúng tôi cần hướng về phía trước, tương lai thôi. Bây giờ chúng tôi rất nhiều cái cái cần để mà giải quyết và bây giờ chúng tôi cần suy nghĩ và từng bước, từng trận một thôi. Và khi mà chúng tôi giải quyết tất cả mọi cái rồi, thì chúng tôi sẽ nghĩ đến và làm cái gì đó để thành công. Tất cả mọi cái lý do thành công đều là do họ, do cầu thủ mang lại thôi. Tự nhiên rồi bởi vì là cho dù họ có biết đi chăng nữa chúng tôi vẫn cứ tiếp tục với lối đá đầu này chúng tôi gây dựng và chúng tôi cần cải thiện tốt hơn. Hôm nay chúng tôi có thể là thua một bàn thua đầu tiên có thể là không phải là do lỗi của chúng tôi. Tôi cần xem lại bàn thua thứ hai ok chúng tôi có thể xem đó. Nhưng mà chúng tôi ngược lại chúng tôi cũng có rất nhiều cơ hội ba bốn năm cơ hội chúng tôi có thể tận dụng điều đó không vấn đề gì cả. Nếu mà họ biết họ làm gì họ có hôm nay giành thắng lợi hôm nay không? Họ chỉ có 8 người ở dưới khu vòng ngự và có bóng nhăm nhăm truyền dài lên hay là các bạn hay là đó là một cái phong cách chơi bóng mà người Việt Nam hay là đội tuyển Việt Nam muốn chơi lôi đá như vậy riêng cá nhân ông ông không muốn đội tôi chơi phòng ngự kiểu như vậy chúng tôi muốn thể hiện một lối đá đẹp tốt kết quả không quan trọng đó là một phần ở trong bóng đá là như vậy hôm nay đội bóng họ chơi 89 người phòng ngự và họ cũng làm rất nhiều trận đấu họ có kết quả hòa với các đối thủ khác cũng vậy nhưng mà ngược lại tôi cũng nói với bạn rằng một điều bởi vì là nếu mà sau này bóng đá Việt Nam cần hãy giống như thể lối đá bọn uh, chúng tôi đang thể hiện một cái phong cách chúng tôi chơi như vậy, lối đá như vậy. Chúng tôi không có các cầu thủ ở trong đội hình đội tuyển quốc gia. Chúng tôi không có kinh tế giống như thể công an hay là Nam Định hay Việt theo các quốc độ bóng lớn khác. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề nhưng mà chúng tôi đang chơi tốt, đang thể hiện tốt. Đấy, ông ấy rất vui với lại cầu thủ của chúng tôi. Đó, các bạn thấy không? Đấy là tất cả những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn và ở đây thì có một bạn là bạn tuấn trần duy có nói là phản biện câu lạc bộ thanh hóa chưa đủ tầm để làm lối chơi cho đội tuyển quốc gia có thể là mình nói nó không gãy gọn cho nên là gây hiểu nhầm ý mình muốn nói ở đây là các đội bóng họ sẽ có những công hiến cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển quốc gia của chúng ta thì nên chơi theo cái kiểu đó tức là tôn trọng khán giả bằng cách là xây dựng một lối chơi công hiến và chúng ta cố gắng làm sao đấy để đi theo cái con đường càng ngày càng phát triển hơn mình nói luôn là nếu mà đội tuyển quốc gia mà chơi được chơi được theo cái kiểu như Thanh Hóa chơi V-League thì mình nói luôn là cực kỳ ngon. Bởi vì cái lối chơi này rất giàu năng lượng, cái lối chơi này rất là rất là thu hút người hâm mộ. Và Thanh Hóa họ cũng đã chứng minh được bằng thành quả, đúng không ạ? Một uh, chiếc uh, cúp vô địch quốc gia và sau đấy là đánh bại nhà tân vô địch của V-League để giành siêu cúp quốc gia. Thì mình nghĩ là nó rất là ổn, đơn giản như thế thôi. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra cho mình nhá. Bạn Cường Phạm của nó là huấn luyện viên Popop, huấn luyện viên Công, huấn luyện viên bộ bôn kinh của đội tuyển Thái Lan xem ba huấn luyện viên này rất máu lửa và giàu cảm xúc. Ba ông này huấn luyện viên không khí không khi nào ngồi ở khu kỹ thuật mà sơi nước. <laughs> ok, thôi được rồi. Các bạn cứ đặt ra câu hỏi thoải mái, mình sẽ trả lời câu hỏi các bạn. Còn bây giờ là Long sản phẩm hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực, do công việc hoặc do cơ địa thì Long nó cũng sẽ hỗ trợ chúng ta để kéo dài tuổi thanh xuân. Đấy. Và nếu bây giờ chúng ta sử dụng thì về sau khi lớn tuổi rồi chúng ta tránh được cái vấn đề liên quan đến đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp. Chắc chắn là tránh được thoái hóa xương, lỏng xương và thiếu canxi rồi. Và nó cũng giảm cái nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Còn nếu bây giờ các bạn đang có những cái triệu chứng như vậy thì nên sử dụng Cao ba Long ngay vì nó làm giảm đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, nó tăng cường canxi đấy và nó giúp chúng ta là làm liền xương rất là nhanh với những người bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Các cháu nhỏ bị còi xương suy dinh dưỡng chậm lớn biếng ăn hay khóc nhè thì chúng ta nên sử dụng cái Cao ba Long cho các con để phát triển bộ khung cho các con. Về sau là các con sẽ được cải thiện cả thể lực lẫn thể hình, vừa to cao vừa đẹp trai còn thông minh nữa. Và các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái thì cao ba long nó là số 1 luôn với các chị em mà mới sinh con thì lại càng nên sử dụng cao ba long bởi vì trong quá trình thai kỳ là bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta truyền hết sang cho con sau khi sinh con rồi chúng ta bị suy nhược cơ thể lỏng lẻo nó yếu ớt đấy và đây là lúc chúng ta sử dụng cao ba long vào để làm cho cơ thể nó chắc chắn hơn nó vững vàng hơn và nó khỏe khoắn hơn đó, số điện thoại mình để trên logo bảy website là đông là shop vn còn đây là đông trùng hạ thảo một sản phẩm giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ vì nó bổ sung thêm dưỡng chất dưỡng chất này bổ nhưng không béo rất tốt cho sức khỏe thứ hai là tăng cường số lượng tế bào cho nên là tất cả các bộ phận trên cơ thể của chúng ta đều được tăng cường tế bào cho nên cơ bắp luôn luôn săn chắc cơ thể luôn luôn tráng kiện và nó kích hoạt cơ chế tự hàn gắn nội thương tức là bộ phận nào cơ trên cơ thể của chúng ta lục phủ ngũ tạng tất cả mọi thứ chỗ nào mà bị thiếu tế bào thì nó sinh ra tế bào ở chính khu vực đấy để lấp đầy đặc biệt là với những người bị khối u đấy, hoặc những người mà phải trải qua phẫu thuật mổ xẻ thì chúng ta sử dụng cái đông trùng hạ thảo này là cực kỳ xịn luôn thứ ba nữa là nó tăng cường hệ miễn dịch cơ thể chúng ta được bảo vệ bởi một vòng tròn miễn dịch mà mỗi một cái mắt xích đó nó chính là kháng thể nhưng theo thời gian cùng với quá trình lão hóa thì kháng thể tự nhiên được sinh ra nó ngày càng ít đi cho nên là cái hệ thống bảo vệ cơ thể nó ngày càng bị yếu và đấy là lý do vì sao khi lớn tuổi hơn khi già đi là chúng ta sẽ bị yếu và yếu có nghĩa là chúng ta yếu sức đề kháng và lúc đấy bệnh tật nó sẽ tấn công thì đông trùng hạ thảo sẽ tăng cường cho chúng ta thêm ví dụ như là cơ thể sinh ra được một triệu kháng thể thì đông trùng hạ thảo chi viện thêm một triệu nữa là hai như vậy là hệ miễn dịch của chúng ta khỏe là tăng lên gấp đôi chắc chắn tăng lên gấp đôi nó giống như khung thành đang được bảo vệ bởi 11 cầu thủ bây giờ được bảo vệ bởi 22 cầu thủ cho nên là đây là một cái sản phẩm mà các chuyên gia các bác sĩ luôn luôn khi khuyên chúng ta nên dùng Nhất là người cần chế độ chăm sóc đặc biệt về sức khỏe Hoặc là những người bị bệnh khó chữa Một sản phẩm giúp chúng ta sống lâu Một sản phẩm giúp chúng ta sống khỏe Sống vui Và sống hạnh phúc Đấy, số điện thoại mình để trên logo 024 7777 -8877, Website là shop vn Bạn viên HQ còn live cho Minh Hải đi, ok Bạn à... Bách Jenny có nói là dạo này không thấy Xin Like nữa hả? Mình uh, cũng đã nói với các bạn rồi. Nói chung là có rất nhiều bạn rất hay nói những lời cay đắng, thật sự. Uh, ở đây có bạn có hỏi mình là Quân Lô có hỏi mình là chú Hải sử dụng dược quý đường chưa ạ? Đây, mình uh, sử dụng uh, dược phẩm của dược quý đường đây. Mình dùng uh, hết gần mấy lọ rồi này. Thực ra là cái này nó vừa là giúp cho chúng ta về mặt sinh lý nam giới, nhưng mà nó cũng đảm bảo cho chúng ta cái sức khỏe. Bởi vì là các bạn biết là cái sức khỏe và sinh lý nó cũng liên quan đến thận nữa. Cho nên là chúng ta đảm bảo sức khỏe của mình là tốt nhất. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhá, mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn này. À Đình Triệu Đinh Vân của nó là em nghe thấy báo chí Hàn Quốc họ tức giận với đội tuyển Việt Nam khi đá với họ mà đá đội hình dự bị và toàn cầu thủ trẻ không cho chuyên môn trong khi họ được tôn trọng tung đỉnh mạnh nhất, họ không thu hoạch được gì. Mình không nghe được cái thông tin này. Bạn Công Trần có hỏi là anh ơi em nghĩ Hoàng Đức nên xuất ngoại để thử thách bản thân vừa vì tương lai chung của bóng đá Việt Nam với lại để cho các lứa cầu thủ trẻ còn có cơ hội được đá chính và nếu Đức thành công thì thế hệ sau còn dám theo bạn Công Trần nói rất là chính xác tức là nếu là những người mà tự tin thì luôn luôn nghĩ rằng là Hoàng Đức nên đi nhưng mà mình nghĩ là Hoàng Đức đi rất là rủi ro cái cơ hội thành công của bạn đây không cao cái thứ hai nữa là có thể có thể có những cái khó khăn mà về sau nó kéo tụt phong độ của bạn ấy xuống và kể cả cái câu chuyện liên quan đến tài chính chúng ta phải tính Nhưng mà ra nước ngoài thì không bao giờ bạn ấy có thể kiếm được 10 tỷ một năm Nhưng ở Việt Nam thì bạn ấy thừa sức kiếm 10 tỷ một năm Mình đảm bảo với các bạn như thế Bởi vì cái khoản tiền cái khoản tiền chuyển nhượng của bạn đấy Mình nghĩ là không bao giờ dưới 8 tỷ cả Không bao giờ dưới 8 tỷ Cộng thêm lương Lương của một cầu thủ lót tay 8 tỷ một năm thì không thể dưới 200 triệu được như vậy là một năm là đã xích soát 10 tỷ rồi chưa kể hợp đồng khoảng, quảng cáo rồi làm đại diện hình ảnh rồi các thứ nói chung là còn rất nhiều còn tiền thưởng uh, của câu lạc bộ tiền thưởng của đội tuyển quốc gia nữa đấy như nguyễn quang hải thời gian rồi mất nhiều lắm các bạn đừng nghĩ là chỉ mất một vài trận đấu mà còn mất biết bao nhiêu hợp đồng nữa đúng không ạ cà phê cốc của nó là nếu v league còn nhiều đội duy trì lối chơi rình dập du ngủ với 70% thời lượng trận đấu là cầu thủ đi bộ phá bóng cắt vụ trận đấu thì đừng mơ cầu thủ Việt Nam tiến bộ huấn luyện viên Popop rất giỏi chuẩn luôn mình uh... Mình không muốn khai thác cái câu chuyện liên quan đến quan điểm về phát triển bóng đá của ông Popop Bởi vì cái, cái câu chuyện này là một câu chuyện rất là hay Và mình nghĩ là cái câu chuyện này nó có tính thời sự Và nó có thể áp dụng được cho đội tuyển Việt Nam Còn tất nhiên là rất là khó đúng không ạ Nhiều người nói là đội tuyển Việt Nam của chúng ta chất lượng cầu thủ không bằng những đội khác thì đương nhiên rồi Nhưng mà thanh hóa về chất lượng của từng cầu thủ đâu có hơn các đội khác đâu nhưng mà đấy, họ giành quốc quốc gia, vô địch quốc quốc gia, thắng một lèo đến trận chung kết luôn đấy rồi họ đánh bại nhà đương kim vô địch của V-League để giành siêu cúp <laughs> mà các bạn nhìn thấy hà nội bao nhiêu cầu thủ đóng góp cho đội tuyển quốc gia rồi công an hà nội đóng góp bao nhiêu đúng không ạ các bạn nhìn thấy rất nhiều đội đấy, có rất nhiều cầu thủ cho đội tuyển quốc gia nhiều hơn thanh hóa nhưng mà thanh hóa họ vẫn vô địch cái quan trọng nằm ở chỗ là gì họ kết hợp những cái cá nhân đơn lẻ trở thành một cái tập thể mạnh chứ không phải là một đội bóng nó là tập hợp của rất nhiều những cá nhân giỏi hai cái này là hoàn toàn khác nhau. <laughs> bạn Nguyễn Công Thoan bài viết của Minh Hải hay quá em cảm ơn ạ. Bạn bạn mà bản đôn voi của nó là đường dài mới biết ngựa hay, pop Pô pop ngon hay không, hồi sau sẽ rõ, đừng vội. À, bạn đồn bạn bản đôn voi thân mến là mình chia sẻ với các bạn luôn là không cần phải chờ nữa tại sao mình đến thời điểm này mình mới làm là chính bởi các bạn nói là đường dài biết ngựa hay một mùa là mình thấy đủ rồi và một mùa với hai chiếc cúp là mình thấy đủ rồi đến bây giờ là không cần phải chờ hồi sau nữa còn đương nhiên là không có đội bóng nào mà thành công vĩnh viễn cả không có đội nào thành công vĩnh viễn cả đấy cho nên là rồi một thời điểm nào đấy thì cái triết lý bóng đá của họ cũng bị lỗi thời rồi có thể cái triết lý bóng đá của họ vẫn còn nguyên cái tính thời sự nhưng cái nguy hiểm nằm ở chỗ là họ không còn cá nhân để truyền tải cái lối chơi đấy nữa. Các bạn thấy Barca ngày xưa với La Masia lò đào tạo danh tiếng với những một loạt những cầu thủ như Xavi, Iniesta, Sergio Busquets rồi uh, Lionel Messi đấy. Các bạn nhìn thấy, đá gần như là khuynh đảo châu Âu. Nhưng đến một thời nào đấy cái lứa này hết rồi. ạ Xavi nghỉ, Iniesta nghỉ, Messi ra đi, bây giờ họ phải gột một cái lứa mới. Thì bao giờ cũng thế. Cái chu kỳ thành công của nó là như vậy, các bạn ạ. Còn bạn bản đôn voi bạn nói là đường dài biết ngựa hay thì chứng tỏ là bạn đang chờ đợi ngày ông Pupup ông thất bại, ngày đấy sẽ đến thôi. Đấy, nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta khẳng định luôn là cái triết lý của ông là rất là đúng. Và trong bóng đá hiện đại bây giờ ấy, thì cái chu kỳ chiến thắng nó càng ngày nó càng bị ngắn lại. Nó càng ngày càng ngắn lại. Không bao giờ có những cái đội bóng mà tất nhiên là ví dụ Bayern Munich thì không tính làm gì. Có những cái đoạn mà họ vô địch đến tận 9 10 lần thì liên tiếp thì rất là khó, đấy là một cái nó rất là đặc biệt. Nhưng các bạn nhìn thấy những nền bóng đá khác đấy Man City đợt vừa rồi cũng thua liền xỉu. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn cứ đặt ra. Mình sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của các bạn. Và hy vọng là ngày hôm nay các bạn cảm thấy ok. Ông Bầu có hỏi là cho em hỏi vòng đùi của Văn Thanh và Văn Hậu các cầu thủ khác là bao nhiêu anh? Không có ai đi đo đâu mình cũng hỏi rất là nhiều cầu thủ về vòng đùi của họ rồi nhưng mà họ không họ không đo. Nhưng mà Văn Thanh thì to lắm, cơ bắp của Văn Thanh thì rất to luôn. Như hôm vừa rồi mình chia sẻ với các bạn đấy là Văn Thanh là phải phải cắt cái cái tất ra để cho nó để cho nó đỡ bó vào cơ. Bạn Green Blue có nói là anh ơi tình hình huấn luyện viên của công an Hà Nội thế nào rồi anh? Em thấy ông Phôn Kinh vẫn đang dẫn rất, rất đội tuyển Thái Lan ạ à. thì đúng rồi. Cường Phạm, em làm về 12 giờ lúc nào em cũng phải xem từ đầu. Nhưng vào xem em phải chọc anh Hải một cái cho anh có tim. Cảm ơn bạn Cường Phạm, cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất là cảm ơn mọi người, mọi người đã luôn luôn đồng hành cùng với mình, mọi người đã luôn luôn uh, chia sẻ với mình rất là nhiều nhiều điều và quan trọng là các bạn chính là những người mà tạo cho mình một cái chỗ dựa về mặt tinh thần để mình mạnh mẽ, mình tiến lên và chính các bạn cũng là người mà đề xuất những cái nội dung về những cái đề tài những cái câu chuyện để mình tiếp tục những cái câu chuyện nào mình biết thì mình chia sẻ luôn những cái câu chuyện nào mà mình cảm thấy nó chưa đầy đặn nó chưa đủ hay thì mình sẽ tìm hiểu thêm ví dụ như là câu chuyện của ông popop trước đây mọi người nói là minh hải sao ấy chả bao giờ để ý đội thanh hóa gì cả kể cả thắng rất là nhiều nhưng không nói thì mình nói là mình phải xem xem là họ đang chiến thắng bằng phong độ hay là đang bằng đẳng cấp và đến bây giờ thì mình khẳng định luôn mùa giải vừa rồi là mùa giải quá đẳng cấp của câu lạc bộ thanh hóa và mình tin là năm nay họ cũng sẽ trở thành một đối thủ rất khó chịu của rất nhiều các đối thủ ở việt nam bạn trần văn quyết của nó là minh hải hậu đẹp truyền tải câu chuyện hay chúc bạn một ngày tốt lành cảm ơn bạn hậu đẹp là sao chào minh hải hậu đẹp không hiểu Bùi Vũ nói là Minh Hải nói đúng Không cần phải nói gì thêm Cảm ơn bạn rất là nhiều Các bạn có câu hỏi gì không ạ à, Bạn Green Blue ơi Mình trả lời bạn rồi Mình uh, sẽ Mình sẽ cố gắng Tìm những cái thông tin uh, Nó mới hơn Liên quan đến công an Hà Nội Thật sự là công an Hà Nội Bây giờ mình nghĩ là cái việc Quan trọng nhất của công an Hà Nội Là bây giờ phải thay tướng Bạn Vũ Quang Lâm Còn nó là Minh Hải Làm về một Huấn luyện viên thất bại đang cầm đội tuyển biết bát đi em ơi một gì HNV là gì nhỉ không hiểu Minh Hải ơi chúng mày nói chung sắp nghỉ hưu rồi phải không đúng rồi ngày hôm qua mình có chia sẻ câu chuyện này rồi bạn Phong Đình có nói là một số báo không biết có phải lá cải hay không. Thông tin về Bầu Đức trả toàn bộ chi phí để huấn luyện viên Công Ngô Cun quay trở lại đội tuyển và trả toàn bộ chi phí uh, cho hợp đồng của huấn luyện viên hiện tại khi pháp hợp đồng, Manh, mong anh xem, nhắn nhiều, sợ spam. Phong Đình thân mến, thông tin này là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Không bao giờ có thông tin này luôn. Chắc chắn là không phải. Uh, với những người khác thì mình không dám nói nhưng về huấn luyện viên Công Ngô Cun là hoàn toàn không đúng. Hoàn toàn không đúng vì mình biết là huấn luyện viên Công Ngô Cun đang như thế nào. Uh, ngày hôm qua... Ngày hôm qua mình có nói chuyện với những người đại diện của huấn luyện viên Công Vũ mà, cả anh người đại diện người Hàn Quốc lẫn đối tác người Việt Nam. À, có rất nhiều người, người ta rất hay dễ những cái tin à, rất là dễ tin những cái thông tin tào lao như thế. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa ra những cái thông tin thật sự chính xác thì người ta lại người ta lại nghi ngờ. Cái câu chuyện về lương của ông Công nó cũng vậy thôi. Các bạn có tin không là tới đây cái lương của ông Công sẽ chỉ còn khoảng 2/3 Thậm chí là không còn được 2 phần 3 đó là dưới 20 000 Chứ không phải là từ 25 đến 30 000 nữa Mình sẽ chia sẻ với các bạn sau Các bạn cứ yên tâm Cảm ơn mọi người rất là nhiều Là ngoài những chiếc áo của Vicento ra Thì chúng mình còn chia sẻ với các bạn Một sản phẩm nữa Mà mình tin là nó rất là hữu dụng Với tất cả các gia đình à, Nếu mà chúng ta gọi là đây là một cái ổ cắm Thì nó cũng chỉ là một cái ổ cắm thôi đúng không ạ Nó không có gì đặc biệt nếu các bạn nhìn về ngoài Nhưng cái đặc biệt của nó nằm ở bên trong lõi lõi của nó là 1,5 mm đồng và nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ và nó chịu được tải là 4 w các bạn thấy không đây là một loạt những cái rất là hay và nó chống đánh tư lửa điện chứ là các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về cái nguy cơ liên quan đến chập cháy từ cái ổ điện này một cái nữa là cái sự tinh tế các bạn thấy là ở đây các bạn nhìn thấy rất là rõ là tất cả những cái khe này các bạn đều không nhìn thấy loại đồng đâu bởi vì sao? Bởi vì là trước đó nó sẽ có một cái cánh cửa Khi nào cái rắc cắm này ấn vào trong thì nó mới mở cái cánh cửa ra để cho đôi bên tiếp xúc nhau Đấy các bạn thấy ổn không? Ở đây chỉ dài có 10cm nhưng có tổng cộng đến tận 12 cái ổ cắm cho các bạn để kết nối các thiết bị Trong đấy chỉ có một đoạn như một đốt ngón tay này thôi Đấy nhưng mà nó lại có bốn ổ Đấy 4 cổng Có hai cổng USB và hai cổng Type-C Các bạn có thể uh, sạc iPhone, iPad Các bạn có thể sạc tất cả những cái thiết bị thông minh và bên này là bốn mặt, mỗi mặt là có hai ổ cắm, tổng cộng là 8, 8 cộng 4 là 12, chưa đầy 10 cm. Đấy, 10 cm mà chúng ta có 12 thiết bị. Nhưng nó quan trọng là nó rất là gọn nhẹ, các bạn mang đi đâu cũng rất là ngọn nhẹ. Thứ hai là các bạn để ở đây, các bạn để ở trên bàn để các bạn cắm được 12 thiết bị. Thay vì là các bạn cắm ở đây được hai, góc kia được hai, góc kia được hai nữa thì nó sẽ rất là thỉnh thoảng đi đi lại lại nó rất là mệt. Và sự tinh tế của họ nằm ở chính cái cái nút nguồn này nút nguồn này các bạn tắt phát là toàn bộ là mất điện đấy bật phát là ok và ở đây nó có một tích hợp một cái đèn để các bạn cứ yên tâm là kể cả buổi tối cái đèn đó đủ sáng để các bạn nhìn thấy cái ổ cắm này đấy và nó cũng sẽ tạo ra một cái ánh sáng nhỏ nhỏ ở trên cái bàn làm việc hoặc cái chỗ bạn để chứ nó hoàn toàn không làm các bạn chói mắt các bạn vẫn ngủ rất bình thường các bạn thấy tuyệt vời không số điện thoại mình để ở trên logo 0889333300 website là menhao vn Đây là menhao V8 Các bạn mua một chiếc thì giá là 498.000 Các bạn mua hai chiếc thì giá là 968.000 Và có một cái phần quà đó là chiếc ví có chữ ký của Vlog Minh Hà Cái này là dùng nó vừa là rất là gọn nhẹ Rất là an toàn Đấy và cái công cái công tác phòng chống cháy nổ là các bạn hết sức quan tâm cho mình nhá, yeah. đặc biệt là nhà có trẻ em. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Siêu nói anh Hải ơi, anh nói về quảng vàng Việt Nam 2023 đi anh, Văn Quyết không có tên trong danh sách. Cái này thì không có gì lạ cả, đúng không ạ? Các bạn cũng hiểu rồi. Là ngay từ đầu mùa mình đã từ lúc mà kết thúc mình đã nói với các bạn là năm nay Văn Quyết sẽ sẽ không có tên trong tất cả các hạng mục về giải thưởng cá nhân. Rất đơn giản mà năm nay thì mình nghĩ là Hoàng Đức sẽ là người giành được danh hiệu quảng vàng, đấy là theo quan điểm cá nhân của mình thôi. Danh sách ứng cử viên của bóng vàng Nam mình xin được cập nhật với các bạn. Một là Nguyễn Tuấn Anh, hai là Bùi Hoàng Việt Anh, ba là Nguyễn Thanh Bình, bốn là Nguyễn Đức Chiến, năm Đỗ Hùng Dũng, sáu Nguyễn Hoàng Đức, bảy Quế Ngọc Hải, tám Nguyễn Quang Hải, chín Phạm Tuấn Hải, 10. Đoàn Văn Hậu, 11. một Nguyễn Hải Huy, 12. hai Đặng Văn Lâm, 13. ba Nguyễn Tiến Linh, 16. sáu Đỗ Duy Mạnh, 17. bảy Trần Nguyên Mạnh, 18. tám Lâm Ti Phong, 19. chín Hoàng Vũ Sam Sơn, mười hai mươi Hồ Tấn Tài. 21 uh, là Phan Tuấn Tài và 22 là Vũ Văn Thanh. Uh, đề cử uh, cho quả bóng vàng nữ là gồm có Tuyết Dung, có Hoàng Thị Loan, có Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thanh Nhã, có Huỳnh Như, có Kim Thanh, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Dương Thị Vân và Phạm Hải Yến. Phút San thì có Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, uh, Nhan Gia Hưng, Dương Ngọc Linh, Châu Đoàn Phát, Lâm Tấn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Ngô Ngọc Sơn. Trần Minh Tuấn và đương nhiên rồi có Hồ Văn Ý. Cầu thủ xuất sắc nhất thì có Đình Bắc, Thái Bá Đạt, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Sơn, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Văn Việt. Trẻ nữ thì có Ngọc Minh Chuyên, có Vũ Thị Hoa. À, Vũ Thị Hoa thì có hai người, một là Vũ Thị Hoa của Hà Nội và một là Vũ Thị Hoa của Phong Phú Hà Nam. Có Trần Nhật Lan, có Đào Thị Kiều Anh, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất thì có Bruno Cunha có cayon um, có john clay có Sơn và có victor Mansaray. mình nghĩ là cái vị trí dành cho cầu thủ của nước ngoài xuất sắc nhất mình nghĩ là khó có thể thoát ra khỏi cái tay của Sơn. còn uh, cầu thủ trẻ thì mình nghĩ là khả năng thái sơn sẽ là người được bầu chọn cao còn bóng vàng nam thì mình uh, bóng vàng futsal nam thì mình nghĩ là khả năng cao vẫn là hồ văn ý có vàng nữ năm nay thì thực sự là hơi khó năm nay có vàng nữ thì hơi khó nhưng mà thật sự là một cầu thủ mà mình đánh giá rất là cao trong năm vừa rồi đó là bích thùy thì lại ít lại ít khi mà nhận được những cái sự quan tâm của báo chí còn à, cầu thủ à, nam xuất sắc nhất hay là nói là quả bóng vàng thì mình nghĩ là hoàng đức tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về câu chuyện này các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều và một lần nữa xin cảm ơn các bạn về rất là nhiều những cái tình cảm và hôm nay chúng ta cũng đã có một chương trình liên quan đến huấn luyện popop hy vọng là cái triết lý bóng đá của ông popop chúng ta nghe để hiểu nghe để yêu và quan trọng nếu như có thể các bạn có thể à, tham khảo cái triết lý bóng đá của ông đấy cái triết lý chinh phục thành công của ông đấy để áp dụng cho chính bản thân mình cảm ơn các bạn rất nhiều bây giờ minh hải xin được kính chào tạm biệt